Tận dụng giấy nhám để mài ba vật dụng trong gia đình vừa nhanh vừa sắc. Các vật dụng cắt, gọt trong gia đình sau một thời gian sử dụng thì độ sắc sẽ bị giảm sút đáng kể. Lúc này, nếu vứt đi thì quá phí nhưng bạn lại lười mang ra tiệm nhờ thợ mài cho sắc. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tận dụng giấy nhám để giải quyết vấn đề này, nhanh gọn hơn tại nhà. Từ bàn nạo đến kéo hay dao đều có thể áp dụng cách này bạn nhé. Cách mài dụng cụ sắc bằng giấy nhám. 1. Làm sắc bàn nạo Bàn nạo mà không sắc thì việc bảo thực phẩm rất khó khăn, đôi khi còn làm thực phẩm nát bét đi. Lúc này, bạn hãy cắt lấy một tờ giấy nhám rồi trà mặt nhám lên bàn nạo. Kết quả sau khi trà là, bàn nạo sắc hơn rất nhiều nên bào thực phẩm rất nhanh và đẹp mắt. 2. Làm sắc kéo Một cây kéo cùn, thi cho dù có cắt sợi chỉ nhỏ thế này cũng gây ra không ít khó khăn. Để làm sắc kéo thì bạn hãy cắt lấy một mảnh giấy nhám vuông khoảng 5cm. Sau đó, bạn dùng kéo cắt mảnh giấy nhám đó ra thành từng sợi nhỏ. Trong quá trình cắt giấy nhám thì kéo cũng được mài sắc hơn, nên khi bạn cắt sợi chỉ thì sợi chỉ sẽ đứt ngay. 3. Làm sắc dao. Bạn cắt lấy một mảnh giấy nhám dài và dùng súng bắn keo vào mặt sau giấy nhám. Sau đó, bạn dán mảnh giấy nhám vào ngay đầu thiết bị khoan tường. Bây giờ, bạn chỉ việc bật thiết bị lên và đưa dao vào mài nhẹ nhàng lên mảnh giấy nhám là chẳng khác gì thợ mài dao chuyên nghiệp ngay. Như vậy, chỉ vài mẹo dùng giấy nhám nhỏ mà đã giúp bạn mài sắc ba vật dụng thường dùng trong gia đình. Có cách này rồi thì sau này không sợ dao cùn, kéo cùn hoặc bàn nạo không sắc nữa rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn vui vẻ, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu cần mua mũ nón các loại, hãy ủng hộ mình tại hạnh dương com nhé. Mến chào và hẹn gặp lại ở các video sau.